Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách Epheso. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với nhau ở trong Epheso đoạn 6 câu thứ 6. Tôi xin phép được đọc ở đây. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, chúng ta đã bước vào phần kinh thánh mà sứ đồ Phaolô nói về vai trò của người làm tôi tớ ở trong gia đình của chủ. Hôm nay chúng ta đến câu thứ 6. Sứ đồ Phaolô nói rằng không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta. Ở đây sứ đồ Phaolô nói đến một thái độ, một thực tế, đó rằng khi chủ canh chừng thì người đầy tớ làm việc một cách chăm chỉ đàng hoàng. Nhưng khi chủ không có thì họ làm việc một cách lơ là, một cách qua loa, và thích bỏ việc để ngồi trò chuyện với nhau. Nhưng chúng ta thử hỏi rằng sứ đồ Phaolô nói gì với những người tín hữu đang là những nô lệ ở trong hội thánh Chúa ở tại Ephesus? Ông nói rằng không phải vâng phục trước mặt người mà thôi. Chúa không muốn chúng ta chỉ giả bộ làm việc chăm chỉ trước người chủ của mình, nhưng Chúa muốn chúng ta bằng một tấm lòng thật sự làm việc với trách nhiệm của một người đầy tớ, cho dù ông chủ có hay không có ở đó. Cho nên chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô nói rằng như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, có nghĩa rằng chúng ta không phải làm để lấy lòng chủ, chúng ta không phải làm để mong được cất nhắc, nhưng chúng ta sẵn sàng làm trọn những điều mà ông chủ trao phó với một trách nhiệm cao nhất. Như thế nào thưa quý vị? Sứ đồ Phaolô nói rằng nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy làm tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Trong cách mà sứ đồ Phaolô so sánh ở đây, một đầy tớ của Đấng Christ sẽ phục vụ một cách trọn vẹn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô muốn chúng ta lấy tinh thần của một người đầy tớ của Đấng Christ để sống ở giữa một cuộc đời. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta thắc mắc vô cùng. Nhưng chúng ta biết một trong những hình ảnh ví dụ rất tốt cho chúng ta, đó là Joseph. Ông sống một cuộc đời ở trong vị trí làm nô lệ, nhưng ông làm trọn những công việc được ông chủ giao. Và ông chủ ngày càng một tin tưởng ông, không phải vì ông giả bộ làm việc để lấy lòng mà thôi, nhưng thật sự ông làm trọn những công việc được giao trong vai trò của một người nô lệ. Sứ đồ Phaolô nói rằng cho dù là những người nô lệ, chúng ta biết họ phải thức dậy từ 5 giờ sáng và làm quần quật cho đến 9 giờ tối mới được nghỉ. Nhưng khi Chúa đặt để chúng ta ở trong vai trò là một người nô lệ trong bối cảnh của Epheso, thì sứ đồ Phaolô muốn chúng ta làm tròn trọng trách, không chỗ trách được, chứ không phải chúng ta giả bộ làm tròn, hoặc là chúng ta canh lúc chủ có để ý thì chúng ta làm, không để ý thì chúng ta lơ là, sao lãng hay là bỏ bê công việc. Nhưng người của Đức Chúa Trời, những tín hữu Cơ Đốc, chúng ta nhớ lời Chúa ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 23. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải hãy làm cho người ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây là điều ở trong xã hội hiện đại của chúng ta, nhiều con cái của Chúa cũng đang mắc phải. Để rồi chúng ta sẽ đối mặt ở trước mặt Chúa qua câu kinh thánh này. Chúng ta có phải chỉ vâng phục ở trước mặt người mà thôi không? Hay dù chúng ta là những người làm công, đi làm ở trong bất kỳ vị trí nào, chúng ta làm vì cơ danh của Chúa, chúng ta làm như vai trò của một tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời hay không? Xin Chúa nhắc nhở tôi và quý vị trong thái độ
của một người cơ đốc sống ở giữa đời, đối với công việc mà chúng ta được giao phó, đối với những trách nhiệm mà chúng ta được những người lãnh đạo tin tưởng để giao chúng ta thực hiện. Chúng ta đang làm như thế nào? Có tốt đẹp, có chăm chỉ, có hết lòng hay là không? Xin lời Chúa ngày hôm nay nhắc tôi với quý vị. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con biết rằng ngày hôm nay chúng con không phải là những nô lệ như ngày xưa trong thời kỳ của Hội Thánh Chúa tại Ê-phê-sô. Nhưng chúng con cũng đang là những người làm công. Đôi khi chúng con cũng lơ là, sao lãng công việc vì nghĩ rằng không ai quản lý, không ai xem xét, không ai quan tâm. Nhưng Chúa ơi, vai trò của một cơ đốc nhân, Chúa đã để chúng con sống ở giữa xã hội. Dù chúng con là người làm công cho ai, nhưng Chúa muốn chúng con là những người làm công cho Đức Chúa Trời. Chúng con là tôi tớ của Ngài mà làm để đẹp ý muốn của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con, dù ở trong vai trò trách nhiệm nào, cũng hoàn thành một cách hết lòng, không giả bộ làm việc siêng năng để lấy lòng người khác, nhưng chúng con tận tâm hết sức ở trong công việc mà được giao phó, để hầu cho danh Chúa được sáng và những người xung quanh chúng con không biết Ngài cũng đánh giá cao những người cơ đốc trong thái độ làm việc. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, nếu còn những yếu đuối, những khiếm khuyết nào, xin Chúa tha thứ và giúp chúng con làm tròn những trách nhiệm Ngài đang đặt để chúng con. Cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hành kính cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn.